Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án property, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng, cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký, cập nhật liên tục những dự án mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Nội dung video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Glory Planet. Thăm tham dự án hôm nay thì các bạn sẽ cập vào link phía dưới phần mô tả video, sau đó gọi nút Start để chatbot. Tiếp theo chúng ta hoàn thành phần CAPTCHA. Bây giờ chúng ta sẽ nút con tin để bắt đầu làm nhiệm vụ. Chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ do kênh Telegram và các nhiệm vụ Twitter cũng như các nhiệm vụ tương tự. Ở đây sẽ có 2.000 người may mắn sẽ nhận được 100 token Grony nhé. Chúng ta cần được soi group Telegram channel. Một Twitter. Discord. Telegram liên kết. Mạng hơi bị nát thì anh em khó chờ. Kênh Telegram liên kết thì mình đã join rồi nên mình không join lại nữa. Tuy không mở được mà thôi, chắc không cần phải mở. Ta follow Twitter này, retweet là pin tweet này. Follow kênh Arup Inside Pack này, retweet là pin tweet này. Cho vào kênh Discord. Subscribe kênh YouTube. Đây mình đã đăng ký trước nhé. Tạo vào Company. Chọn I have a, chọn Submit. Thủ tích. Các bạn chờ một chút. Bot Telegram nó hơi chậm. Chúng ta mở profiling ở trên phần Twitter này. Copy luôn phần profiling, một lát nữa chúng ta sẽ khai báo. Các bạn chọn đôn này. Điền profiling của Twitter này. Username Discord, các bạn copy phần username này. Biết đây. Chọn đôn này. Yes này. Địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chat.net. Sorry anh em, chúng ta lấy kênh YouTube, ấn vào avatar, vào kênh của bạn. Copy phần profiling và ta paste phần profiling của kênh YouTube vào đây. Bây giờ mới đến địa chỉ ví này. Các bạn copy địa chỉ ví MetaMask và ta paste đây. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Glory Planet. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.